Lệnh cách ly nghiêm ngặt đã được áp đặt ở hầu hết Hoa Kỳ và các ca phẫu thuật không cấp thiết đã được hoãn lại để nhường chỗ trong các bệnh viện. Nhưng có một số thứ không thể dừng lại, chẳng hạn như sinh con. Chúng tôi hiểu tại sao có thêm tất cả các biện pháp phòng ngừa này. Các bác sĩ và y tá cũng bị bệnh, và điều đó bất công với họ. Họ đã không đủ người, rất khó khăn. Nhưng tình cảnh chúng tôi cũng vậy, nên rất khó để cân bằng cả hai, sự an toàn của mọi người và cảm xúc của chúng tôi, và những gì chúng tôi đang trải qua. Sanya Menon và Jason Scheller đang chờ đợi đứa con đầu lòng sẽ ra đời chỉ sau vài tuần nữa. Giống như nhiều cặp vợ chồng, họ hy vọng được ở bên nhau khi em bé chào đời, như nhiều người vẫn làm ở Mỹ. Tuy nhiên, do đại dịch, từng nơi một, các bệnh viện ở New York ngừng cho phép bạn đời có mặt trong phòng hộ sinh. Được chứng kiến sự ra đời của con tôi thậm chí còn không biết diễn tả thành lời là tại sao và nó quan trọng đến mức nào. Các nhóm Facebook dành riêng cho chủ đề này luôn chào đón thành viên mới. Ngoài việc chia sẻ những lo lắng và kinh nghiệm, họ cũng chia sẻ blog và các bài viết nói về cách sinh con tại nhà. Chỉ trong vài ngày, áp lực từ những người phụ nữ nơm nớp lo sợ này đã lên đến đỉnh điểm khi một bản kiến nghị trực tuyến được hàng trăm ngàn người New York ký. Thống đốc bang Andrew Cuomo sau đó đã ban hành lệnh cho phép một người nhà vào phòng hộ sinh. Mặc dù các sản phụ ở New York cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tất cả các bậc cha mẹ tương lai phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt. Trước khi vào viện, cả hai đều được xét nghiệm COVID-19 và sẽ được xét nghiệm lại mỗi 12 tiếng cho đến khi sinh. Nếu người bạn đời vẫn âm tính, họ sẽ được phép vào bên trong. Họ nói rằng nếu Sonia có kết quả dương tính, cô ấy sẽ bị tách khỏi đứa trẻ ngay sau khi sinh, để họ có thể chăm sóc em bé và cố gắng ngăn chặn sự lây lan sang em bé. Sản phụ được cho là nằm trong nhóm nguy cơ. Đại học California ở San Francisco đã bắt đầu một nghiên cứu mới liên quan đến phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19. Hiện đã có hàng trăm trường hợp như vậy. Đây là một chủng virus hoàn toàn mới, nên chúng tôi gần như không có thông tin nào được công bố trong các tài liệu y khoa về tác động của loại virus này đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Với nhiều điều không chắc chắn và những quan ngại các sản phụ gặp phải ngày nay, các bác sĩ khuyên những người dự định sẽ sớm lập gia đình hãy hoãn kế hoạch của họ trong một thời gian.